khởi tố hai chị em ruột làm phép sát hại em trai cùng cháu bé tử vong. Đầu tư chứng khoán thua lỗ, nữ thầy bói lừa cắt vía âm chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng. Xuất hiện clip hơn 2 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị bắt nạt gây phẫn nộ. Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh youtube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc hai chị em ruột làm phép khiến em trai và một cháu bé sinh năm 2021 tử vong, khiến dư luận không khỏi phẫn nộ về hành vi vô nhân tính. Mới đây, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng nói trên về hành vi giết người. Danh tính hai bị can gồm Mai Thị Nhớ sinh năm 1973, ngụ phường Gia Lộc, thị xã Trảng Bàng và Mai Thị Tuyền sinh năm 1980, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh bị khởi tố về tội giết người theo Điều 123 Bộ Luật Hình Sự. Nhớ và Tuyền là hai người lợi dụng việc làm phép sát hại em ruột tên MTT 30 tuổi và cháu DTQ 2 tuổi con anh tề tại căn nhà ở xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng vào ngày 24 tháng 10. Theo công an, lúc 18 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10, tại nhà bà TTB 74 tuổi ở ấp Thuận Lợi, xã Đôn Thuận, Mai Thị Nhớ con bà B có biểu hiện không tỉnh táo, nói là cha của mình đã chết nhập hồn vào người. Tiếp đó nhớ cho biết em trai MTT cùng cháu DTQ đã bị người khác bỏ bùa, do vậy nhớ gọi điện thoại tập hợp các anh chị em cháu trong gia đình 22 người về nhà mẹ ruột để làm lễ giải bùa cho hai cha con anh T. Tại đây, nhớ đóng cửa nhà và cùng người em gái tên Tuyền đốt nhang làm lễ, còn người thân thì quỷ lạnh. Quá trình làm lễ, nhớ và Tuyền nói có quỷ xuất hiện và kêu tất cả mọi người trong gia đình chùm mền nằm dưới sàn nhà để cúng bái. Ban đầu nhớ cho rằng có 6 người trong gia đình bị quỷ nhập. Để giải vong, nhớ làm phép bằng nhiều phương thức mê tín dị đoàn. Sau khi làm phép xong, nhớ không cho mọi người trong gia đình ra ngoài vì cho rằng quỷ sẽ nhập trở lại trong lúc nhớ làm phép, Tuyền dùng dao múa chặt chém các đồ vật trong nhà để hỗ trợ chị ruột. đến 10 giờ ngày 24 tháng 10, nhớ cho rằng cha con anh Tê đã bị quỷ nhập nên kêu Tuyền đè hai cha con nạn nhân để làm phép, mặc cho hai cha con anh Tê giải ruột nhớ và Tuyền tiếp tục thực hiện việc trên nhiều lần đến lúc họ tử vong. lúc này mọi người trong gia đình hốt hoảng tông cửa bỏ chạy ra ngoài và trình báo cơ quan công an. Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh và các phòng nghiệp vụ để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh vụ việc. Từ các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra bắt giữ hai chị em nhớ Tuyền. Thưa quý vị, tiếp tục là một vụ việc liên quan đến mê tín dị đoan. Theo đó, do đầu tư chứng khoán thua lỗ, một đối tượng đã lừa đảo tiền làm lễ, các xuyên âm của những nạn nhân nhẹ dạ cả tin, chiếm đoạt số tiền lên tới 1,63 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 2 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự Trần Thị Xoa, sinh năm 1985, trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Xoa hành nghề tâm linh. Từ năm 2017 đến nay, người phụ nữ này nhiều lần xem bói làm lễ cúng dài hạn cho chị T.T. trú tại thị xã Thái Hòa, Nghệ An tháng 5 năm 2023, do đầu tư chứng khoán thua lỗ nên Xoa nảy sinh ý định lợi dụng chị Quy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ ngày 14 đến 16 tháng 5, lấy lý do chị Quy và con trai chị gặp nạn, nữ thầy bói gợi ý phải đặt tiền làm lễ, cắt vía âm, đổi vía dương. Tin tưởng chị Quy nhiều lần chuyển cho Xoa tổng số tiền 1,63 tỷ. Toàn bộ số tiền này, Xoa dùng đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ, mất trắng. Sau khi nhận được trình báo, phòng cảnh sát hình sự tiến hành thu thập chứng cứ, bắt giữ Trần Thị Xoa. Tại cơ quan điều tra, Xoa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mới đây trên mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị bạn học tấn công đang khiến dư luận không có bức xúc. Được biết sự việc được một học sinh khác quay lại và tung lên mạng. Theo clip, có ba nữ sinh đứng nói chuyện, sau đó hai người xông và tấn công gây thương tích. Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ 30 phút chiều ngày 1 tháng 11 tại trường trung học cơ sở Lê Văn Thới, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Lúc này trường mở cửa cho học sinh và học môn thể dục. NTNG là học sinh lớp 8 của một trường khác cùng với MNN, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Lê Văn Thới, đến tìm em HTT, học sinh lớp 7, để giải quyết mâu thuẫn nói xấu nhau trên mạng trước đó. Ngày 2 tháng 11, ba giám hiệu trường trung học cơ sở Lê Văn Thới đã mời phụ huynh ba nữ sinh liên quan vụ việc phối hợp xử lý. Sau đó Kem đã nhận lỗi, clip cũng được gỡ bỏ. Trường trung học cơ sở Lê Văn Thới cũng đã báo cáo công an địa phương và thông báo đến trường trung học cơ sở Thanh Phước để phối hợp giải quyết. Thông tin từ công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết đơn vị đang tiến hành xác minh điều tra vụ việc một phụ nữ bị bỏng nặng trong lúc đi đòi nợ. Vụ việc xảy ra tối ngày 1 tháng 11, khi đó chị NTKT 34 tuổi ngụ ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, đến quán sửa xe của KTM 41 tuổi ngụ ấp Phú Tây, xã Thanh Phú Long để đòi khoản nợ trên 20 triệu đồng đã cho vay trước đó. Trong lúc đòi nợ, hai người xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Trong lúc này, KTM đang sửa xe máy và lấy bình xăng của xe đang để bên cạnh ném xuống nền, khiến xăng văng tung tóe và dính vào cả quần áo của chị T đang mặc. Cùng lúc này KTM đã bật lửa châm vào chỗ xăng vừa ném xuống đất, thì lửa lan lên quần chị T đang mặc bị dính xăng. Ngọn lửa bùng cháy nhanh làm chị T hoảng loạn kêu cứu và được mọi người lao vào dập tắt. Theo thông tin từ công an huyện Châu Thành, chị T sau đó được đưa đến bệnh viện sơ cứu trong tình trạng bị bỏng ở chân và một số chỗ trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu băng bó, chị T đã trở về nhà để theo dõi sức khỏe vết thương. Sau khi nắm được sự việc, công an xã Thanh Phú Long đã xuống làm việc với ông M và chị T. Trong phần tiếp theo của chương trình là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý sau đây. Mẹ đi làm thuê bị lũ cuốn tử vong, các con ôm nhau khóc ngất. Mua bảo hiểm xe máy gần 10 năm nhưng chưa một lần được hưởng lợi. Thưa quý vị, những ngày vừa qua tại tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra những trận mưa lũ kéo dài gây hậu quả nghiêm trọng về cả người và tài sản. Theo đó tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một sự việc vô cùng thương tâm. Sau cơn lũ dữ, ba đứa trẻ trong một gia đình bỗng chốc rơi vào cảnh trẻ mồ côi vì mẹ của các em bị nước lũ cuốn trôi tử vong trên đường đi làm về. Căn nhà nhỏ nơi ba em, Đặng Tống Khánh Dương sinh năm 2011, Đặng Tống Khánh Vũ sinh năm 2014 và Đặng Tống Ngọc Anh sinh năm 2015 sinh sống bao trùm một màu tang thương cùng tiếng khóc ngất của các em. Sau cơn lũ, kem bỗng chốc rơi vào cảnh mồ côi, mất đi người mẹ thân thương nhất. Mẹ các em, chị Tống Thị Trang, sinh năm 1990, bị lũ cuốn tử vong trên đường đi làm về. Nhà chị Trang vốn thuộc diện hộ nghèo của xã Hà Linh, bởi khó khăn nên khi mùa lũ về, chị vẫn đi tìm việc làm kiếm thêm thu nhập. Sáng ngày 30 tháng 10, chị Trang cùng người em dâu Nguyễn Thị Hoa 31 tuổi nhận dọn thuê cho một trang chạy gà. Mưa to, nước lũ lên nhanh, nghĩ đến các con đang mong ngóng mẹ, chị Trang cùng người em lại cố vượt lũ về nhà. Không ngờ chưa kịp gặp các con lần cuối, dòng lũ dữ đã cuốn trôi hai người phụ nữ khốn khổ. Ngay sau đó, thi thể chị Trang được tìm thấy cách vị trí gặp nạn vài chục mét, còn thi thể chị Hoa được phát hiện vào sáng ngày 2 tháng 11. Chứng kiến người dân trục vớt đưa mẹ về nhà an táng, ba anh em Khánh Dương, Khánh Vũ và Ngọc Anh chỉ biết ôm nhau nức nở, gọi tên mẹ trong vô vọng nhà quá nghèo không có tiền lo hậu sự hàng xóm đã phối hợp với lực lượng chức năng kêu gọi mọi người giúp đỡ mua cho chị trang chiếc quan tài để sớm mai táng theo phong tục địa phương em đặng tống khánh dương nghẹn ngào cho biết trước khi đi làm mẹ có dặn chúng em mưa lũ không được ra khỏi nhà không được lại gần khu vực nước sâu nhưng em không biết đó là lần cuối được nghe mẹ nói từ nay chúng em sẽ không còn được mẹ chở đi học nữa rồi Hai ngày qua, anh Đặng Đình Long sinh năm 1986, chồng chị Trang thất thần, cạn nước mắt khóc thương người vợ hiền lành, chăm chỉ, không may bị lũ cuốn trôi. Anh cho biết, do vợ chồng không có việc làm ổn định, nên cả hai đều làm thợ đụng, ai thuê gì thì nhận. Anh Long nức nghẹn. Ở trại gà, thỉnh thoảng họ thuê vợ tôi và em dâu dọn dẹp, trả tiền công 300.000 đồng một ngày. Hôm vừa rồi nước dâng cao lũ ập về cuốn trôi cả hai chị em. Nghĩ đến cảnh vợ và em nhịn đói, chưa kịp ăn đã bị lũ cuốn tử vong, tôi đau lòng lắm. Chỉ trong phút chốc, ba đứa con và hai người cháu của anh Long lâm vào cảnh mồ côi mẹ. Tàng thương chồng chất, nỗi đau đến đột ngột, gia đình chưa biết sẽ phải làm sao. Bà Trần Thị Hoa, sinh năm 1961, mẹ anh Long không chịu nổi cú sốc, nằm liệt giường. Chỉ kiến hai người con trai mất vợ, các cháu mất mẹ, bản thân bà cũng một mình vất vả nuôi con. Bà Hoa không cầm nổi nước mắt, khóc đến là người. Hiện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra thông báo kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hào tâm để gia đình có thêm động lực vượt qua đau thương này. Những ngày qua thông tin xoay quanh việc xóa bỏ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe máy hay vẫn duy trì và tiếp tục nhưng phải cải tiến thủ tục để mang đến sự hài lòng cho người dân vẫn đang là chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiến sĩ Phan Lê Bình chuyên gia giao thông cho rằng nên rút lại quy định xử phạt khi không mua bảo hiểm xe máy bởi điều này không thực sự cần thiết. Ông Bình nhận định những bất cập của bảo hiểm bắt buộc với xe cơ giới đã được người dân ý kiến từ lâu hiện nay các công ty bảo hiểm đang đưa ra quá nhiều thủ tục phức tạp quy định khắt khe thậm chí gây khó khăn đối với người tham gia mua bảo hiểm khi họ gặp phải sự cố vậy nên khi gặp sự cố người dân thường có xu hướng giải quyết khác ngoài việc chờ đợi công ty bảo hiểm từ đó họ sẽ cảm thấy vô lý khi phải mua loại bảo hiểm bắt buộc này để khắc phục những mâu thuẫn bức xúc đang tồn tại tiến sĩ phan lê bình cho rằng trước hết cần có sự thống nhất giữa các cơ quan nhà nước và các công ty bảo hiểm để có thể giảm thiểu những phức tạp trong khâu thủ tục hành chính dành cho người dân điều chỉnh lại các quy định thủ tục bồi thường để thực hiện tốt các chương trình bảo hiểm cho nhân dân về phía các công ty bảo hiểm nên nới lỏng các quy định cần thay đổi cho việc xử lý hỗ trợ người dân, không để tình trạng bán bảo hiểm rồi không can thiệp hỗ trợ khi gặp sự cố, để người dân tự xoay sở, vừa mất tiền vừa mất thời gian. Để giải quyết được những vấn đề đang tồn động, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính và các bộ ban ngành cần xem xét bãi bỏ bảo hiểm xe máy bắt buộc hoặc điều chỉnh lại quy trình thủ tục tại các công ty bảo hiểm để đáp ứng quyền lợi chính đáng của người dân. Liên quan đến quá trình thực hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương thị xã Hương Thủy Thừa Thiên Huế, sau khi giai đoạn 1 cơ bản hoàn thiện thì giai đoạn 2 lại tiếp tục gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng gây chậm tiến độ. Từ đó để lại công trường giang dở, mặt đường gồ ghề, sói lở do mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn suốt thời gian dài. Mặc dù giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn tất, thế nhưng dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương thị xã Hương Thủy giai đoạn 2 vẫn chưa được thi công trở lại lý do được cho là gặp khó trong công tác giải phóng mặt bằng. Việc này khiến tuyến đường đang thi công giang dở, xuất hiện nhiều ổ voi, dần nước do mưa sỏi lợ, gây ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Hai bằng người bộ rồi, vì đường đi là hẹp mà lề như là đá như thế, chỗ này hẳn khi bên xe chạy đi lực bộ lên. Nói chung là bất tiện, là xe khổ mình dẫn tay nặng còn loạn lắm yeah. hai này đi lên xuống rất khó u ừ, nắng lòng vô thấu nha lắm được mấy vác chui ngày chuột cả ngay hàng công nhất yeah. mà tôi cho mẹ đi học sớm ra đi học là bộ mãi rồi ngày nào cũng lâu ngày nào cũng lâu vì ở bên nó có chị người ngoài này ông thuốc này vô trong nhà của giảm đai rồi Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, trong khoảng tuần thứ hai của tháng 11, miền Bắc có thể đón một đợt không khí lạnh gây mưa rông diện rộng, nền nhiệt giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ. Sau đây sẽ là thông tin dự báo chi tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 3 tháng 11 đến ngày 4 tháng 11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, duy trì hình thái thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng khoảng đêm ngày 5, ngày 6 tháng 11, miền Bắc sẽ đón không khí lạnh. Song theo nhận định của các chuyên gia khí tượng, nền nhiệt chỉ giảm nhẹ, nên trời xe lạnh về đêm và sáng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ khoảng đêm ngày 5, ngày 6 tháng 11 có mưa rào và rông rải rác. Riêng khu vực vùng núi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Tiếp đó, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa rông từ chiều tối và tối ngày 7 đến ngày 9 tháng 11, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Nam Bộ từ ngày 7 đến 12 tháng 11, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Dự báo diễn biến thời tiết trong tháng 11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong tháng này không khí lạnh tiếp tục gia tăng về tần suất ở miền Bắc. Trong đó tại khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1 đến 2 độ C. Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C. Cũng trong tháng này, không khí lạnh được dự báo tiếp tục gia tăng về tần suất nhưng cường độ khả năng không mạnh. Ngoài ra trong tháng 11 năm 2023 có khả năng xuất hiện từ khoảng 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại